vỉa bạ rồi xoan vì cái nặn này rồi xoa bên ấy cứ miên là hàn bảy này. Các bạn sẽ bị cầm nặn. Chẳng dương thử luộc phần nâng dần bây giờ màu hùng bị làng bình luộc nếp hai chia mùi lý tầm hôm về đẩy tầm hôm đẩy với mùi lý. Chúng chưa hộ khăn át đầm bây hùng mê sân. Tội phê. Dương thử nè, phần tôi là vì nó thử rồi, ta tha dương hôm tới vì liều với phần mồm. Dương mưa tha vì hôm tư kháng nà dương rôm máu trôi mà kháng khăn nồng. Và hôm tư kháng nó khó hơn cho như hôm trôi mà khăn nồng kìa. Chứ hôm về lưu tới chạm dương vô mà cắt tầm hơi mình. Cái sơ này về miền là chúng nó đi chùm dương lìa về mà liên tục là đi chùm mà.
dương vua của vậy về hơi dương cạt về dương vua hải lương tí nữa bây giờ tận tập về hai dương cạt tới về khơi khơi dương thời của bà hôm xa mày đón tiền này trắng dương mưa tới quay nhảy chắc khả năng một tiền cho bạch kia kiếp ở kiện kiện mà mình làm bầy mọi việc bao lá đang việc từ mùi ở cầm rồ một bật bàng nè dương hào vậy trong dương đặt rộp này mà đứng thank you.
dương cạch nó bị từ chân dương thử bột rồi xoa nó mà đón tiết ở vì chén khăng lấy về chén từ chân dương miền tại vì thị xã mỗi dương hải rồi xoa nó ở vì trên cài một tỉnh máu đầm bầy ở biệt thẹ kháng chương môn dương thơ nó dương to tụp tụp á phải giặt toàn tập toàn bật hướng nó dương nghề họ đã bàn này dương đã đi tục sân làm bay cả mọi việc toàn đã vì chẳng hai dương lò xả mở sân này cạch bà này, này. Tại vì ở sơ hưởng tích chẳng dùng bút bia và thay một tích tiện